xe máy vào em ơi, tính gọn vào dưới này này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải chuyển về bên hướng cho em cái. Miếu chuyển cái này bên đây. Các chị lại phải chuyển về miếu. Nó về miếu. Nhưng mà đây chỉ là trận rồi. Thứ hai là bây giờ xong đây rồi. Yeah.
chân thành cảm ơn thầy chủ. Thế nên mời đội các cửa vào cảm ơn vì sao để chi chúng ta có mà để chịu. Bên trái chúng ta cảm ơn toàn mọi tất cả các cụ, các vị đại biểu khách cùng toàn thể nhân dân chúng ta về vị trí ra đường làng để tiến hành một cuộc gặp mặt. Xin mời quý vị. Và vâng, xin mời quý vị chúng ta về vị trí trong lớp sân đình Thank you.
đấy là cái là đi